Này anh Dương dẫn solo note bài Hương Sắc Miền Nam. Bài này là tông của nó là tông mi thứ, hướng dẫn trên tông rê trên bóc cộng 2. Bài này giọng và âm của nó đi rồi. Rê son rê đô fa son la thứ. Thứ son thứ rê thứ đô chữ pha chữ rê thứ điệp khúc là pha chữ la chữ rê thứ đô chữ pha chữ son thứ si nhấn chữ la chữ son thứ đô chữ la thứ rê thứ xong là đoạn đầu là rê thứ son thứ rê thứ đô chưởng pha chưởng son thứ và về la thứ. Đoạn thứ hai là rê thứ son thứ về rê thứ đô chưởng pha chưởng rê thứ. Điệp khúc là pha chưởng la chưởng rê thứ đô chưởng pha chưởng son thứ và si nhấn chưởng la chưởng son thứ đô chưởng la thứ về rê thứ. Đó này sẽ vô bài dẫn solo note. Miền Nam tôi sông nước mênh mông rê la la bỏ rê thứ rê la la tôi miền Nam tôi miền Nam tôi là rê la là đô rê thứ. Dừa xanh xanh rê son là son thứ. Cây trái ngút ngàn son la son ba rê là rê thứ. Ruộng bao la là mi là đô chưởng. Rừng bao la đồ pha là pha chưởng. Đêm qua son cũng trắng hiên nhà son là rê đô la son là la thứ rung trắng son la rê đô đô này là bỏ la thứ nha. Qua đoạn thứ hai là từng đêm trăng rê la la giống như cái đoạn đầu nhưng mà khác khúc cuối là câu cuối rồi. Gió sông chào tràn dân ta son mi đồ rê rồi tới điệp khúc miền Nam đồ pha là pha chưởng các bạn xong đó si nhấn chưởng bỗng miền Nam pha chưởng rồi tới la chưởng đồng lúa ngút ngàn mì la la rê là về rê thứ mà thở cha ông là rê đô đô là đô chưởng thở cha ông đi phá mở ruộng đồng rê phá đô 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 chưởng đi phá mở ruộng đồng đô rê la son là pha chưởng tiếng thơ vang nơi cuối bãi đầu sông la son la rê phá la son là son thứ son la rê pha là si nhấn chưởng cù long là la chưởng rồng thiên uống quanh vẫn là la chưởng gạch kinh tông tôm cá lội ngược xuôi đồ mi mi này là son thứ người ta đồ mi mi son đô là mi đồ mi mi là son thứ mi son đô là mi là đô chưởng này bạn. Phù sa nuôi cây lúa nặng tình vui đồ mi mi là về phù sa nuôi đồ mi mi là la thứ cây lúa nặng tình vui mi son đô là rê là về đây thứ phù sa nuôi là la thứ này